Vâng, xin chào anh chị và các bạn nhé. Tôi đang có mặt tại Mitsubishi Cần Thơ đây. Đây là phía trước của đại lý này. Và hôm nay thì tôi đến đây để xem chương trình bán hàng tháng 5 có những cái khuyến mãi và ưu đãi gì nhé. Đây là khu vực mà để trưng bày xe. Ở cái khu vực này thì phần lớn đa số là các cái dòng xe của Xpander. So với cách đây khoảng hơn 1 tháng, tôi đã làm một cái clip về chương trình khuyến mãi về Xpander đó. Thì hiện tại thì Xpander hiện tại còn ít. Đây là những phiên bản năm 2019 này. Trong năm 2019 thì Xpander là một trong những cái dòng xe chủ đạo của Mitsubishi. Và cái doanh số bán ra thì đứng thứ hai chỉ sau Toyota Vios. Cụ thể là trong năm 2019 ấy, thì Mitsubishi Xpander đó đã đạt cái doanh số là khoảng gần 21.000 chiếc tại thị trường Việt Nam. Con số này thì thấp hơn khoảng 7.200 chiếc so với Toyota Vios. Thì cái con số này có thể nói đến một điều là Xpander luôn là một trong những mẫu xe rất là hot và chủ đạo. Trong liên tiếp 2 năm vừa qua thì Xpander là một trong những dòng xe luôn thu hút sự chú ý của người dùng. Và bây giờ thì chúng ta đi vào phía trong khu vực showroom của Mitsubishi Cần Thơ. Trong tất cả các cái đại lý ô tô trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì tôi thấy là lượng khách mà đến với Mitsubishi Cần Thơ tương đối nhiều và thường xuyên. Trong đó là khách hàng tìm hiểu về cái dòng xe Xpander luôn rất là đông. Ở đây anh chị và các bạn có thể thấy khách hàng đang có nhu cầu mua Xpander đấy. Đối với cái dòng xe này thì ngoài một cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn là về giá, có nghĩa là một trong những cái dòng xe có mức giá rẻ nhất ở dòng xe phân khúc 7 chỗ. Và bên cạnh đó thì khi mà chúng ta mở cửa ra vào trong khoang nội thất thì chúng ta thấy phần nội thất trong xe rất là sáng và sang trọng. Đây là một trong những cái điểm mà thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Mặc dù là một cái dòng xe giá rẻ 7 chỗ nhưng mà nó trang bị nhiều các cái tiện ích cũng như là các cái tính năng an toàn trên xe. Vì vậy mà Xpander luôn chinh phục được những khách hàng, dù là những khách hàng khó tính nhất. Anh chị và các bạn có thể thấy trong khoang nội thất của xe đây rất là sang trọng và sáng. Phần ghế da này, với cái sự xuất hiện của Xpander trên thị trường thì đang khiến cho không ít những cái hãng xe lớn không khỏi lo lắng trước khi mà cái ngôi vương bị đe dọa liên tục. Hiện tại thì trên thị trường thì Xpander thì đang có 3 cái phiên bản với cái mức giá bán từ 550 triệu đến 660 triệu đồng đối với phiên bản số tự động và số sàn. Và một cái phiên bản Xpander phiên bản đặc biệt thì có giá bán là 650 triệu đồng. Vâng, và trên tay tôi thì đã có cái thông tin khuyến mãi tháng 5 dành cho Mitsubishi Xpander. Và cụ thể như sau, đối với phiên bản số sàn thì Mitsubishi Cần Thơ giảm 15 triệu từ 550 triệu đồng xuống còn 535 triệu đồng. Ngoài ra thì khách hàng khi mua phiên bản số sàn này thì còn được tặng ghế da cao cấp và bảo hiểm vật chất theo xe cộng với cái gói phụ kiện là 10 triệu đồng.
Và đây là chương trình bán hàng ưu đãi tháng 5 năm 2020. Và đối với cái phiên bản số tự động thì sẽ được khuyến mãi giảm giá là 10 triệu đồng tiền mặt cộng với bảo hiểm vật chất theo xe. Và ngoài ra thì khách hàng còn được khuyến mãi cái bộ ghế da công nghiệp. Theo đại lý Mitsubishi Cần Thơ thì cái lượng xe Xpander năm 2019 ấy, thì cũng không còn nhiều. Và cái việc giảm giá bán các cái dòng xe Xpander này thì đây là một trong những cái sự kiện mà trước đây nó ít xảy ra. Với cái mục đích giảm giá xe lần này là để giải phóng cái lượng hàng tồn để chuẩn bị ra mắt các cái dòng xe Xpander phiên bản mới. Ngoài ra thì cũng là một cái sự kiện để kích cầu do cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Thì cái dịch bệnh vừa qua thì cũng ảnh hưởng gần như tất cả các cái đại lý xe ô tô. Chính vì vậy mà các hãng đang phải thực hiện các cái chương trình giảm giá cộng với khuyến mãi để kích cầu trong cái tháng 5 này. Và có thể nói là đây là một trong những cái dịp mà khách hàng mua xe sẽ có nhiều cái chương trình khuyến mãi cũng như giảm giá nhiều nhất. Và kể cả là ngay từ đầu tháng 5 vừa rồi đó, sự xuất hiện của dòng xe Suzuki XL7 thì cũng là một trong những cái nguyên nhân tác động đến cái giá bán của dòng xe Xpander này. Tại vì cái sức hút của dòng xe Suzuki XL7 cũng vừa xuất hiện, cho nên Xpander đang chuẩn bị giải phóng cái lượng hàng tồn của năm 2019 để ra mắt cái phiên bản mới nhằm có thể kéo lại cái sức hút và cái sự chú ý của khách hàng đối với cái dòng xe Xpander này. Và một trong những cái biến thể mới của Xpander chuẩn bị ra mắt đó chính là Xpander Cross. Và cái thông tin ra mắt cái dòng xe này thì cũng đang thu hút sự chờ đợi của đông đảo khách hàng trong thời gian tới đây. Và điều mà khách hàng đang trông chờ phần lớn là giá của Xpander Cross là như thế nào, có cao hơn so với XL7 hay không, hay là ở mức thấp hơn. Đó là cái câu hỏi mà chúng ta đang chờ đợi sự ra mắt của Xpander Cross. Và trên đây là những thông tin cơ bản về giá bán cũng như chương trình khuyến mãi của Xpander trong tháng 5 năm 2020. Rất mong anh chị và các bạn tiếp tục đăng ký kênh, ủng hộ cũng như chia sẻ, bình luận và giới thiệu video đến rộng rãi người xem hơn. Xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.